thắng các bác nhá. Chào bác nha. Trời qua mưa, qua đi bẫy chuồn thế là gặp chuồn nhưng mà hôm qua nó không chạy các bạn. Mình cứ cắm thỏng nó bỏ đi, hôm qua trời mưa nó không hăng, loại chồi nó sợ nước à. Nếu hôm nay bắt đầu thấy hưởng rồi. Tôi đi chuyến tiếp đây. Đánh bắt xa bờ nha. Giờ 12 giờ. Đi ở trong đấy chắc mất tầm tiếng ấy. Gần đường rồi. Cầm đi được, đi ra tiêu rồi kia. Lên trên này, lên trên này, đi lên trên này. Thanh niên quý, lừa máy quay à? Lượm đấy, lượm đấy. Thanh niên hỏi nữa, làm gì đất nước hỏi hả em? Buổi chiều thì, xem nào, một con đùi, bố con đi đá bóng, một con đùi đi giày, đấy, nhưng mà ngồi quán điện tử, mày FIFA. Em đi đá bóng mà. Bóng ở đâu? Trên máy tính á? Không. Đến tao thấy mày đi đá không đâu, toàn thấy mày ngồi máy tính gì. Thì anh có ở đấy đâu anh. Sao ở đấy không ở đấy mà tao biết mày mặc quần đùi đi giày, xong rồi ngồi quán điện tử.
buổi chiều đá bóng ở đấy á? Không, đá bóng trên sân cỏ ấy. Cỏ đấy. Ngồi xuống mà chưa như thế nó chạy nhẹ rồi. Đâu rồi? Chắc có lẽ về thôi, về thôi. Về thôi. Được, cài thằng lợn vào. Đây, là cũng bắt đầu muộn muộn này. Hôm nay của anh em tôi đây nha các bác nha. Bốn chú, đấy, làm bốn tên. Bốn tên, nhìn. À, giờ con kia đang thay lông à? Mày điên rồi. Nhìn từ từ mắt lườm lườm mà. Làm bốn chú các bác nha. Tôi thủ cái bẫy ra về đã.